Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục dạy chúng ta phần model. Phần này chúng ta hôm bài trước thì chúng ta đã sử dụng lớp để chúng ta in ra danh sách học sinh. Thế thì qua đây các bạn đã hiểu về phần lập trình hướng đối tượng một cách cơ bản. Và bài tiếp theo hôm nay thì tôi muốn là dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta chèn học sinh vào. Cách chèn này cũng rất đơn giản thôi, bài này là bài cơ bản nhé. Mình cũng nhấn mạnh trước bài cơ bản, mình chưa xử lý lớp về lỗi rồi mã hóa dữ liệu vân vân, nhưng mà bài này là chúng ta hiểu một cách cơ bản. Thế thì trong phần lớp lớp này thì tôi tạo một public function có tên là chèn học sinh. Phần chèn học sinh này, bởi vì đây là một chức năng trong lớp, vì phần constructor là được phần xây dựng rồi, phần constructor nó đã đưa vào đây rồi, vậy thì cái phần function này ấy, nó có nhiệm vụ là chèn đi học sinh vào. Thế tôi có SQL là một biến, một câu lệnh insert into, các bạn viết chữ hoa chữ thường đều được nhé, into hồ sơ, tên bảng phải đúng đây. Hôm qua hôm trước thì chúng ta đã có bảng hồ sơ đây. Đấy. Bảng hồ sơ ở bài tập 1. Insert into hồ sơ. Mở ngoặc ra thì chúng ta có những cái trường nào, họ tên, tuổi, giới tính, quê, còn cái này nó tự động tăng. Cái này tự động tăng thì chúng ta không cần phải viết vào. Đấy. Insert into tuổi của chúng ta xem là tuổi in hay là tuổi, để tôi xem lại về cấu trúc của nó để ta định nghĩa dữ liệu cho đúng. À, in, ok. Insert into. Rồi. Insert into này, ta đặt lần lượt nhá, các bạn lần lượt nhá. Rồi. À, ta mở nó ra để ta nhìn này, họ tên, tuổi, giới tính, quê, họ tên, tuổi, giới tính, quê. Họ tên, phẩy, tuổi, phẩy, giới tính, phẩy, quê. Đấy. Đúng như thế nhá. Các bạn chú ý là các bạn tên phải trùng với tên của bảng, tên của tên trùng với tên của cột hay là trường đấy. Ở trong các trường đại học người ta hay gọi là trường, mình gọi bằng cột. Cột cũng được mà trường cũng được, cũng chính là các thuộc tính thôi. Thì đơn giản là như vậy, chúng ta đừng quá phức tạp thì value. Cái này chúng ta chèn là value. Value. Mở ngoặc đơn ra, xuống dòng. À, xuống dòng thì ở đây các bạn có thể là đánh dấu này. Rồi chúng ta này, họ tên. Các bạn làm như sau nhé. Họ tên. Đấy, thì các bạn có thể đặt, tôi sẽ làm nhiều cách, nhưng mà với cách này các bạn sẽ chèn như này. Họ tên. Đấy, chúng ta đặt dấu ba cái này, ta đặt như này. Tôi sẽ viết cái kiểu có hai dạng, các bạn chú ý. Dạng thứ nhất là tôi hỏi, phẩy hỏi, phẩy hỏi. Tất cả có mấy cột? 1, 2, 3, 4. Phẩy hỏi. Rồi. Đấy. Ok nhá. Cái này tôi tưởng dài quá, tôi cho lên này. Đấy. Insert into. Rồi. Rồi. Mỗi cái hỏi này là một giá trị được truyền vào. Cách đây là cách thứ nhất. Rồi, chúng ta cho như này. Chúng ta sẽ là câu lệnh là biến là stm bằng zip con trỏ. Kết nối nhá, chúng ta kết nối. Chúng ta prepare lệnh này bao giờ cũng sau lệnh SQL, lệnh đầu tiên. Lệnh tiếp theo thì ở đây các bạn cho tôi một cái lệnh là try đã. Đó. Ở đây chúng ta cho lệnh là chặn cache. Đó, PDO
exception biến e báo lỗi. Rồi chúng ta ghi in ra câu lệnh nếu lỗi không chèn được. Được đấy. Rồi chấm e message. Ok. Rồi tại đây, tại đây thì các bạn dùng lệnh này cho tôi, strm. Đấy. Các bạn execute cho tôi cái này. AJ AJ cái gì? Thế thì ở đây là gồm có họ tên, giới tính, quê, tuổi, quê. Thế thì chúng ta sẽ cho nó vào đây. Đấy. Các bạn cho vào đây nhé. Các bạn cho vào đây là zip. Họ tên phẩy zip. Giới tính phẩy zip. Giới tính, tuổi, giới tính, quê, họ tên, họ tên, tuổi. À đây tuổi đã, cái này phải tuổi. Đấy. Tuổi, đúng rồi. Rồi phát tiếp theo này. Các bạn chú ý nhá, tôi dùng hai lệnh, lệnh nào cũng được. Lệnh này, lệnh này là chèn một mảng vào luôn. Tuổi này, giới tính zip, giới tính phẩy zip, quê. Đấy. Đúng không? Rồi thế thì lúc này chúng ta thấy là cái lệnh chèn này rất hay, nó chèn cho chúng ta một cái mảng vào. Các bạn chú ý lệnh này, lệnh này chúng ta để trong nháy nháy. Đấy, cái này cũng thế. Còn lệnh tiếp theo này, tôi sẽ đây, tôi sẽ viết lại cái này. Đấy, tôi để đây để các bạn chép vào nhá. Lệnh tiếp theo là tôi cũng SQL bằng insert into hồ sơ mở ngoặc ra họ tên, tuổi, phải giới tính, phải quê. Lệnh này thì nó đẹp hơn, nó an toàn hơn. Value. Value. Lệnh này nó đẹp hơn. Các bạn thấy là lệnh này là lệnh rất là đẹp. Các bạn chỉ cần cho nó như sau. Các bạn chấm cho tôi thế này. Hai chấm đằng trước họ tên để nó phân biệt với phần tham số. Đây phần giá trị. Tiếp theo hai chấm tuổi. Tiếp theo hai chấm giới tính. Tiếp theo hai chấm quê. Đấy. À, các bạn chú ý nhé. Cái cụm lệnh trên tương đương với cụm lệnh dưới. Đây, đây là phần trên tôi tách ra này. Tôi tách ra bằng như này. Đấy các bạn. Đấy, tôi tách ra để các bạn nắm được. Rồi. Tiếp theo ở đây này. Các bạn tiếp tục là statement. Là lệnh này ta cho một biến này, ta cho nó bằng là zip. Kết nối prepare. Đó. SQL. Rồi ok. Phần trên ở đây các bạn cũng cho prepare SQL nhá. SQL. Ok. Rồi. Đến phần dưới, các bạn nhớ thứ tự lần lượt của từng lệnh. Lệnh chuẩn bị và bây giờ là lệnh gán, sau đó mới lệnh chèn. Rồi, statement. My buộc giá trị. My này các bạn chú ý cho tôi này.
hai chấm họ tên. Họ tên. Ở đây các bạn chú ý cho tôi, các bạn phẩy zip họ tên. Đấy. Rồi tiếp PDO hai chấm tham số string bằng 2. Các bạn chú ý nhá, để nó biết được đây là kiểu dữ liệu string. Đấy, nó chặt chẽ như vậy. Tiếp theo này. Strm my value, tiếp tục tham số của chúng ta là tuổi. Tuổi. Phẩy. Ở đây các bạn cho tôi là zip tuổi. Ok, phẩy PDO 3.4 chấm. Đấy, kiểu tham số là in, là kiểu in. Rồi ok. Đấy, tiếp tục giới tính strm my value. Giới tính. Rồi phẩy zip giới tính. Oh, ok. Giới tính ở đây là kiểu tra, vậy thì chúng ta phải là PDO. Đấy, kiểu string. Đấy, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta lại làm tiếp như sau. Strm my value. Đấy. Rồi, quê. Quê quán đấy. Rồi, zip. Zip ở đây là quê. Phẩy PDO 4 chấm string. Đó. Bạn thấy chưa? Đấy, tôi làm như vậy. Quê data vân vân. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chèn strm execute. Đó. Rồi. Thì cụm trên và cụm dưới, thì cụm dưới tuy nó dài hơn nhưng mà nó chắc chắn hơn. Cụm trên thì chúng ta nhét vào một cái mảng. Một cái mảng. Đó, nhét tất cả toàn bộ vào mảng. Thế thì cái cách xử lý đều giống nhau. Cho chúng ta giống nhau. Đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ gọi cái đấy như thế nào? Để gọi cái đấy như thế nào thì chúng ta sẽ, tôi sẽ mở cái chương trình như hôm trước tôi dạy là frontend ấy, để chúng ta có thể là tạo ra một frontend nhanh mà không cần phải mất cái gì cả. Rồi ok, bây giờ chúng ta vào phần tôi gọi là rồi phần mềm. Tôi để chỗ nào để tôi tìm. Ok.
Rồi các bạn chờ tôi tạo cái form nhá. Form gồm có quê quán, tuổi, giới tính, họ tên. Rồi tôi làm đơn giản thôi để chúng ta nhìn thấy là nó font ấy, back end như thế nào. Bây giờ tôi chọn cái này là PHP. Ok nhá. Chúng ta ghi là chèn học sinh ở đây. Chèn sinh viên. Học sinh. Ok. Rồi. Bây giờ tôi vẽ một cái form. Tôi vẽ một cái form. Form này. Đó. Form của tôi gồm có đây. Tôi chọn cái này nhé. Submit có này. Đó, tôi sửa lại. Sửa lại đây. Đây tên là họ tên. Tên. Ok. Rồi. Tiếp theo này. Tôi chọn là tuổi. Họ tên, tuổi, giới tính, quê. Tên. Trường này tôi xóa đi. Tuổi đây tôi TikTok. Đó. Tuổi tôi up đây, mũ up. Giới tính quê. Hai cái này tôi remove, này tôi sửa. Ok, rồi đến phần quê. Cái này để sau này chúng ta sẽ nói về file hidden sau nhá. Đó, rồi add thêm cái nữa. Quê. Ok, quê tôi đặt lên trên này. Này. Rồi các bạn nhìn này, họ tên này. Họ tên này. Đó. Rồi. Next. Next, Phoenix. Rồi bây giờ chúng ta thử nhìn xem nhé. Nó to này. Rồi tôi để tên, tuổi, giới tính, quê. Rồi sau đó tôi thay lại cái này. Rồi là giới tính. Quê, giới tính, họ tên. Đấy. Rồi bây giờ tôi ghi vào, ghi cái file này vào. Ok. Giờ các bạn nhìn nhá. Tôi public nó. Để tôi đưa nó vào một cái thư mục. Public. Rồi. Tôi vào thư mục này. Tôi sửa thư mục này để tôi public vào. Rồi thư mục của tôi ở chạy ở trong đó là phần quản lý sinh viên. Đó. Rồi các bạn nhìn nhá. Tên file là index. Rồi tôi public. Rồi bây giờ tôi mở này ra, các bạn nhìn thấy này, index của chúng ta đây. Đúng không? Nó sinh ra cái một loạt cái lệnh trên, tôi không cần. Bây giờ tôi đi sửa ở chỗ này. Tôi xóa chỗ này đi. Mail chỗ này tôi xóa hết đi. Tôi đang chèn học sinh sinh viên vào. Rồi. Phần dưới này này. Các bạn có thể là để base name path file nó cũng chạy ra đường dẫn là file hiện tại. Hoặc các bạn có thể làm echo script PHP cells. Đấy, ở đây chúng ta sửa nhá. Đấy. Rồi multi path time form 1. Rồi bây giờ ta xem này. Laven này, họ tên này.
Input text name họ tên này. Rồi. Laven tuổi này. Input name là bằng, ở đây chúng ta phải ghi đây là tuổi. Tuổi. Rồi, giới tính. Đấy, đây chúng ta quê. Đây cho đây là quê. Đấy. Thì chúng ta thấy là chứ chỗ nào input edit text này chúng ta cho vào. Đúng không? Rồi. Rồi, bây giờ tại đây. Tại đây thì chúng ta làm như sau. Nếu phương thức bằng post. Post là gì? Nó truyền ngầm, nó không hiện ở trên URL hay là chúng ta gọi là ở trên browser đấy. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục này. End iset. Iset. Iset ở đây là chúng ta ghi là biến post. Đấy. Họ tên. Đấy. Rồi. Nhá, chúng ta như thế nào? Tiếp tục này. Iset. Và nhá, và thì các bạn hai chấm như thế cho tôi. Iset. Rồi. Post. Post, họ tên, tuổi, ok, rồi tiếp tục, đấy, các bạn làm như thế cho tôi nhá, reset, post. Rồi, tuổi, giới tính. Rồi. Đây. Thế thì ngoài ra các bạn còn là các bạn có thể còn thêm một cái nữa là và nếu mà post của tuổi khác rỗng, tên của tuổi, tên cũng khác rỗng cũng được, nhưng mà tôi chỉ làm ít này thôi. Để chúng ta thấy là nó như thế nào. Ở đây trên này. Bây giờ các bạn muốn gọi cái hàm này ra, gọi cái tên lớp này ra thì các bạn viết cho tôi vào đây là in school one. Rồi. Đấy. Hoặc là các bạn in school ở ngoài cũng được, nhưng mà thôi tôi lấy ở trong. Rồi các bạn như sau này. 2 chấm in nhá. Database in cái này không 2 chấm vì mình không lên nữa, 1 chấm thôi. In database connect. Rồi ok. Các bạn nhớ phải gọi cái này ra nhá, thì cái file này nó mới liên kết được với file index này được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi này. Gọi luôn nhá. Các bạn có thể chuyển biến như sau. Họ tên bằng HTML space char, được chưa? Cái này chúng ta ghi là post họ tên. Họ tên. Đấy. Rồi các bạn làm cho tôi như thế nào. Tiếp tục họ tên. À, tuổi. Rồi chúng ta ghi giới tính đi. Bằng HTML. Đấy, các bạn cũng có thể là dùng cái lệnh này cho nó đẹp hơn. HTML ăn tay đi đi cho nó. Đấy. Rồi chúng ta chọn là post. Giới tính. Tiếp tục này. Quê bằng HTML đô la post. Được chưa? Đấy, chúng ta có ba cái này và một cái nữa là cái kiểu in kia, đúng không? Chúng ta xử lý như vậy. Rồi ta sẽ có
Tuổi bằng rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi này là sinh viên bằng new. New ở đây là new gì nào? Bây giờ chúng ta new nhá, chúng ta new ở đây là kết nối đúng không? Rồi, tôi đặt tên như vậy. Đó. À, bây giờ các bạn sẽ chèn vào đây. Rồi bây giờ phần constructor này, họ tên, tuổi, giới tính, quê. Đấy, chúng ta chọn như thế đúng thứ tự. Đó. Đúng rồi, ghi này. Họ tên. Đấy. Tuổi. Phải. Giới tính. Họ tên, tuổi, giới tính. Phải. Quê. Rồi, sinh viên. Chèn học sinh. Đó. Sau đó các bạn chèn xong thì các bạn sinh viên bằng môn. Thế thì một đối tượng sinh viên được gọi constructor ra và nó thực hiện phép toán chèn. Đó. Sau khi chèn xong rồi thì nó sẽ báo chúng ta là successful. Thế thì URL này là các bạn nói là đã chèn xong thôi, còn các bạn xóa đi thì các bạn ghi này. Echo. Chèn xong. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy nhé. Ta thử chạy nó xem sao rồi ta gỡ lỗi. Cái gì chúng ta cũng phải làm phát, không phải là phát được ngay. Mà chúng ta phải làm nó để... bây giờ tôi đặt này, sinh viên này, rồi tôi cho index này, index chấm php. Localhost không biết là chạy chưa, chạy rồi. Index ở ngoài, à không thấy, đúng rồi. Rồi bây giờ tôi lại đặt lại cho nó, index nó nằm ở thư mục ngoài. Đấy, tôi xóa cái in này đi. Đấy. Bài nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn hiểu nhá, khi ta sử dụng là phương thức send post này, form của nó này, exit này, post này, thì cái này nó là truyền ngầm. Truyền ngầm. Đấy, chứ không phải là truyền theo rao phía trên hay là URL phía trên. Rồi bây giờ chúng ta này, rồi cái này là phần phần chạy của cái kia đúng không? Rồi bây giờ ta chèn này, chèn sinh viên, người ta xem nào, chèn sinh viên, ok, kết nối rồi. Tên Trần Văn Hùng, tuổi 34, tuổi 20, giới tính nam, quê là Hà Tĩnh. Đấy, bây giờ ta xem nào. Rồi, chèn xong. Rồi bây giờ chúng ta refresh lại. Trần Văn Hùng Hà Tĩnh đây. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là lúc này ta refresh lại cái này. Các bạn nhìn thấy không? Số 5 là Trần Văn Hùng Hà Tĩnh. Rồi bây giờ ta lại chạy tiếp nhá. Rồi bây giờ tôi lại chạy tiếp. Đỗ Văn Mạnh. Tôi đánh cả dấu ấy. Tuổi là 23. Giới tính là nam, quê là Kiên Giang, hạn như thế. Rồi đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy là lúc này ta refresh ta thấy Đỗ Văn Mạnh, Kiên Giang chưa? Đấy, các
các bạn thấy không? Rất là chuẩn đúng không? Chuẩn không cần chỉnh. Đó. Các bạn nhìn thấy là qua đây các bạn đã thấy rằng là một cái bài toán mà tôi đưa về lớp rất là dễ, đúng chưa các bạn? Đây, các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ cho tôi cái phần phương thức chèn. Với phương thức trên thì nó nhanh gọn, với cái một loạt câu lệnh, ba lệnh trên nhanh gọn, ba lệnh sau thì nó hơi dài một chút, nhưng mà tham số chúng ta đưa vào nó chuẩn luôn. Đấy, đúng chưa? Ngon lành cành đào đúng không? Thế gọi là back-end. Back-end là vào cửa sau, không phải là cửa trước. Đấy, thì chúng ta làm như vậy thì đây người ta gọi là học back-end hay là back-end. Tây nó đọc hai cái là back-end hoặc back-end, tùy các bạn. Các bạn học kiểu gì cũng được. Vậy thì tôi vừa trình bày xong bài thứ hai của phần back-end. Đó là phần chèn đối tượng vào bên trong. Chào các bạn, thân ái chào các bạn.